Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Công ty Thẻ Xanh chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn. 714-766-3345. Steven Trần Financial, chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance. No income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Trần. Gọi ngay 714-791-2222. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Gia Hân Music and Videos 407-704-6970. Free shipping. Nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Tân Xanh Yến nhân dịp kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến xào thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Thanh Lê Diệp và anh Dũng trở lại cùng quý khán giả trong chương trình Việt Face Today ngày hôm nay, thứ năm, ngày 20 tháng 6 2024. Xin được cầu chúc sức khỏe đến cùng tất cả quý vị. Xin kính chào Thái Lê. Xin kính chào Dũng, xin kính chào quý khán giả. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 20 tháng 6, ngày đầu tiên bước vào mùa hè một cách chính thức, thưa quý vị. Từ những ngày qua thì chúng ta đã thấy là không khí nó đã nóng ấm rồi, đặc biệt với cái đợt nắng nóng gần đây tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ và Canada. Những ngày vừa qua thì người ta đã ghi nhận tại nhiều địa phương, nhiều thành phố, cái sức nóng đã làm cho rất nhiều người đã cảm thấy khó chịu, thậm chí một số người đã phải có những cái triệu chứng bị liên quan đến say nắng. Chúng ta sẽ nhận ra rằng hôm nay thứ năm là ngày chính thức đầu tiên bước vào mùa hè. Tại miền Nam California, thời tiết tuy còn mát mẻ nhưng người ta cũng dự báo rằng cuối tuần này sẽ có những cái đợt nắng nóng. Theo Đài quan sát Hải quân của Hoa Kỳ thì ngày hạ chí năm nay là ngày sẽ có cái ánh sáng mặt trời dài nhất là 4 giờ 50 phút chiều. Đó là thời điểm mà mặt trời đạt tới điểm cao nhất trên bầu trời trong cả năm. Ngày hạ chí sớm nhất kể từ ngày 20 tháng 6 năm 1796. Quay lại dưới thời của Tổng thống George Washington, thưa quý vị, thì hầu hết các năm, ngày hạ chí diễn ra vào ngày 21 tháng 6, mùa hè đến sớm hơn thường lệ vì 2024 là một năm nhuận, theo các cái nghiên cứu của các chuyên gia. Trong những năm nhuận thì điểm chí, tức là điểm ngày dài nhất, sẽ diễn ra sớm hơn khoảng 18 tiếng đồng hồ so với năm trước đó. Các chuyên gia thì nói là tuy thời tiết nắng nóng nhưng cũng khuyên rằng chúng ta nên tạo những cái điều kiện gì đó sinh hoạt trong suốt mùa hè này để tạo cái sự hoạt động cho các em khi các em được nghỉ hè ở nhà. Tuy nhiên, theo dự báo thì một số các khu vực ở Trung Tây và Đông Bắc đang được cảnh báo là nắng rất nóng trong ngày hôm nay thứ năm. Và nhiệt độ cao gây ra nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng không khí và các vấn đề sức khỏe khác. Trong khi đó thì bờ biển vùng vịnh lại đang phải chuẩn bị để đón chào những cơn bão nhiệt đới, mà cái cơn bão đầu tiên đó là cơn bão Alberto, giống như phần tin ở trên chúng tôi đã gửi đến quý vị. Những cơn mưa mà có thể mang lại từ những trận bão này có thể tốt cho những cái đợt chống cháy rừng ở tại New Mexico. Từ những ngày vừa qua đó, quý vị cũng biết rằng ở tại Ruidoso ở New Mexico đã có những cái trận cháy rừng lớn và rất đông, mấy chục ngàn người đã phải di tản khỏi cái nơi cư trú của mình. Thì người ta hy vọng rằng những cái hiệu ứng từ cơn bão Alberto này có thể giúp cho không khí ở đây có độ ẩm nhiều hơn và giúp cho cái việc chế ngự cái trận cháy rừng Ruidoso ở New Mexico một cách tốt đẹp hơn. Hiện nay nhiều khu vực ở Minnesota và Wisconsin cũng hiện phải đang chuẩn bị để đối phó và phải vất vả để chống đỡ với những cơn lũ lụt vì các cơn mưa lớn tại đây. Sang qua tin tức liên quan đến nguồn giác đài và đi và vấn đề đi quân dịch, thưa quý vị, thì trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề mà tuyển mộ tân binh có thể gia nhập các quân chủng ở tại Hoa Kỳ. Một đề nghị mà Quốc hội hiện nay đang cân nhắc muốn đem lại cái vấn đề mà đi gọi là những chính sách đưa đi quân dịch cho những trai tráng nào mà bước qua tuổi 18. Hạ viện đã thông qua một đề nghị như vậy nhưng thượng viện chưa có cân nhắc việc này. Một đề nghị khác cũng
được đưa ra mà người ta đang cứu xét là việc là có thể bao gồm luôn kể cả phái nữ trong vấn đề đi quân dịch. Những đề nghị này được Hạ viện chuẩn thuận, nhưng các thượng nghị sĩ ở tại Thượng viện cho rằng là vấn đề bắt buộc đi quân dịch hiện nay chưa cần thiết, là tại vì Hoa Kỳ chưa có những cái sự kiện gì mà cần bổ sung nhiều người đến như vậy vô trong quân ngũ. Lần cuối cùng mà Hoa Kỳ có một cái cuộc gọi là quân dịch bắt buộc đó là cũng 50 năm trước đây rồi. Chứ còn hiện tại thì chưa chắc là phải cần đến theo sự lập luận của các thượng nghị sĩ bên đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì các thẩm phán của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sẽ có chuyến nghỉ hè, và phải đến tháng 10 thì họ sẽ mới trở lại làm việc. Trong khi đó thì Tòa Bạch Ốc đang chuẩn bị cho một số các phán quyết đối với tối cao Pháp viện Hoa Kỳ về một vụ án lịch sử khác liên quan đến vấn đề phá thai. Vấn đề này tập trung vào việc liệu luật liên bang có cung cấp các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hay không. Và người ta cũng xem xét rằng liệu các cái quy định mới này nó có thể chồng lấn với các cái lệnh cấm phá thai của tiểu bang hay không. Chính quyền tổng thống đã kiện tiểu bang Idaho. Tiểu bang cho phép có ngoại lệ đối với lệnh cấm phá thai khi tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm. Chính quyền đưa ra lập luận rằng luật liên bang yêu cầu tiểu bang cho phép phá thai nếu việc đó cần thiết để có thể ổn định bệnh nhân, ngay cả khi tình trạng của người mẹ chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu bang Idaho thì lập luận là chính quyền Tổng thống Biden đang cố gắng để trang bị thêm luật liên bang để tạo ra một cái lệnh phá thai trên toàn quốc trong các phòng cấp cứu ở tại các bệnh viện. Trước phán quyết của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thì Bộ Y tế và Nhân sinh Hoa Kỳ đã ra mắt một cái trang web của họ để giúp các bệnh nhân có thể dễ dàng gửi các khiếu nại vi phạm về cái luật này và điều tra các bệnh viện đã nhận được các khiếu nại đó. Quyết định của tối cao Pháp viện có thể mang lại một cái phán quyết quan trọng nhất liên quan đến vấn đề phá thai kể từ sau khi mà tối cao Pháp viện đã lật ngược án lệ Roe v. Wade vào 2 năm trước đây. Tòa Bạch Ốc muốn tái tụp lại một chương trình để mà cho gia đình của những chiến sĩ trận vong có thể tưởng nhớ đến người thân của họ dễ dàng hơn nếu mà những chiến sĩ này được chôn cất ở tại những nghĩa trang nằm ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đó là dựa theo một viên chức của Tòa Bạch Ốc cho biết, chính quyền của ông Joe Biden đang cân nhắc cái việc này là phải tái tụp lại một chương trình để mà cho những người thân của các chiến sĩ được chôn cất ở tại những nghĩa trang mà ngoại quốc đó có thể đặt hoa và những cái coi như là bông hoa này có thể được đưa đến trên nghĩa trang nơi chôn cất của những người thân của họ, mà họ không nhất thiết là phải bay qua tận tới đó để mà đặt hoa. Họ có thể thông qua một cái dịch vụ do chính phủ Mỹ tài trợ đặt hoa, rồi sau đó sẽ có người đúng ngày đúng giờ đem bông hoa tới những cái ngôi mộ đó. Nhiều sở cảnh sát trên khắp quốc gia Hoa Kỳ hiện nay đã bắt đầu áp dụng những phương pháp sử dụng máy bay không người lái để có thể truy bắt tội phạm và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Lực lượng cảnh sát ở tại thành phố Redmond ở tiểu bang Washington hiện nay đang hy vọng rằng những chiếc máy bay không người lái này sẽ trở thành đôi mắt của họ trên bầu trời để có thể giải quyết các vấn đề tội phạm một cách mạnh mẽ hơn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây thì lực lượng cảnh sát ở phía nam quận King cho biết là họ có thể sẽ sớm bắt đầu sử dụng các loại máy bay không người lái để có thể đáp ứng vào các trường hợp khẩn cấp 911, đồng thời thu thập một số các bằng chứng trước khi mà lực lượng cảnh sát hoặc là lực lượng cấp cứu có thể đến nơi kịp trước cái lời kêu gọi của các bệnh nhân hoặc nạn nhân. Sĩ quan cảnh sát Renton, ông Matthew Nugent cho biết, chúng tôi hiện chưa tích cực làm điều đó nhưng đang cố gắng để nó có thể diễn ra càng sớm càng tốt. Một sở cảnh sát khác ở phía Tây Washington thì nói rằng chúng tôi đã biết cái loại công nghệ này và đã được từng sử dụng ở sở cảnh sát Redmond. Vị trung sĩ cho biết con đường màu xanh lá cây này là đường mà những chiếc máy bay không người lái sẽ có thể bay vào nó để kiểm tra tất cả các hoạt động ở đó. Các sĩ quan của Redmond đã cho phép
người ta theo dõi công việc của họ tại trung tâm điều khiển các loại máy bay không người lái vào ngày thứ ba vừa rồi. Kể từ ngày 2 tháng 4 thì lực lượng cảnh sát tại đây đã triển khai một máy bay không người lái DJ-1 đến hiện trường của hầu hết các trường hợp khẩn cấp 911. Khi mà có bất kỳ một người nào đó gọi qua hệ thống 911 thì cảnh sát sẽ gửi ngay đến nơi đó một chiếc máy bay không người lái để có thể có được một cái nhìn toàn cảnh ngay lập tức trước khi lực lượng cảnh sát có thể đến nơi. Cảnh sát trưởng Bradman là ông Darryl Lowe thì cho biết đây là thành phố đầu tiên trong khu vực thực sự có chương trình máy bay không người lái để có thể tiếp cứu, ứng cứu một cách kịp thời. Ông cũng nói rằng thường có thể đến đó trong vòng 3 phút hoặc ít hơn, và những chiếc máy bay không người lái này nó có thể cung cấp cái tầm nhìn từ trên không cho và ngay lập tức truyền xuống các đơn vị hoạt động dưới mặt đất để chúng tôi có thể có một cái nhìn toàn cảnh một cách rõ ràng. Đây là để thông báo cho các sĩ quan về cách ưu tiên ứng phó của họ và đề ra các phương án để có thể giải quyết tình hình trong một thời gian ngắn nhất. Ông đã nói như vậy. Ứng cử viên độc lập ông Robert F. Kennedy Jr. hiện nay đang bị dẫn đầu một khoảng cách rất là xa trong vấn đề gây quỹ. Dựa theo những hồ sơ mới nhất mà ông đã nộp vô cho ủy ban tranh cử liên bang, thì tính đến tháng 5 vừa qua, trong tháng 5, ông chỉ có thể xin được 2.6 triệu Mỹ Kim mà thôi, mà đã chi ra con số gấp đôi con số mà ông đã xin được vô. Có nghĩa rằng là tính đến vào thời điểm cuối tháng 5, số tiền mặt lưu động mà ông có trong quỹ tranh cử chỉ có khoảng chừng 6 triệu mà thôi. Con số này nghe thì có thể là nhiều, nhưng nó so với lại hai ứng cử viên hàng đầu của bầu cử Mỹ hiện nay thì nó không là bao nhiêu. Ví dụ như là đến thời gian cuối tháng 4, số tiền lưu động của ông Biden là 85 triệu Mỹ Kim, còn số tiền mặt lưu động trong quỹ tranh cử của ông Trump là 49 triệu Mỹ Kim tính thời điểm là tính cuối tháng 4. Cũng liên quan đến ứng cử viên JFK, thưa quý vị, thì sáng sớm ngày hôm nay báo chí của Hoa Kỳ cũng đồng loạt đưa tin là ông đã thất bại trong việc đạt đủ tiêu chuẩn để có thể tham gia vào cuộc tranh luận giữa các tổng thống, ứng cử viên tổng thống vào ngày 27 tháng 6 tới đây, là vì ông không có đủ số chữ ký để có thể có được sự ủng hộ của các đại cử tri. Do đó mà ông đã không có đạt được cái tiêu chuẩn này, và kể như là ông sẽ không có mặt được kịp thời trong cái cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi phần tin tức của Việt Face Today cùng với Tyler Diệp và anh Dũng. Hàng triệu người đi vay sẽ cảm thấy rằng cái khoản thanh toán về cái tiền trả nợ của họ sẽ bắt đầu giảm kể từ tháng 7 tới đây, nhờ một trong những thay đổi lớn nhất của chính quyền Tổng thống Biden đối với hệ thống cho vay sinh viên của liên bang tính cho đến nay. Vào năm ngoái, sau quyết định của tối cao pháp viện hủy bỏ chương trình xóa nợ dành cho sinh viên đặc trưng của Tổng thống Joe Biden trước khi nó có hiệu lực, thì chính quyền của ông đã đưa ra một kế hoạch trả nợ mới được gọi là chương trình SAVE, S-A-V-E, tiết kiệm cho một nền giáo dục có giá trị. Và chương trình này sẽ được thực hiện một cách hoàn toàn vào mùa hè năm nay. Đối với những người đi vay, những người mắc nợ, các sinh viên còn nợ tiền học của liên bang, thì kế hoạch SAVE này sẽ yêu cầu một khoản thanh toán mỗi tháng thấp hơn so với các kế hoạch trả nợ sinh viên liên bang khác, và có thể hủy khoản nợ sinh viên đối với một số người đi vay sau khi họ đã thanh toán được trong vòng 10 năm. Tính đến nay thì đã có hơn 8 triệu người ghi danh tham gia vào chương trình SAVE này. Hầu hết các lợi ích do kế hoạch tiết kiệm cho kế hoạch SAVE này cung cấp đều đã có sẵn, nhưng một điều khoản quan trọng sẽ có hiệu lực vào tháng 7 tới đây, và sự thay đổi này có thể cắt giảm một nửa số tiền thanh toán đối với một số người đi vay. Một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy rằng là cử tri phái nữ ở tại Hoa Kỳ đều bất an với cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra. Vào ngày thứ Năm hôm nay, thì tổ chức bất vụ lợi có tên là Policy Research Firm đã đưa ra một bản phúc trình cho biết rằng là cái thái độ của khoảng 3.000 phụ nữ mà họ khảo sát đều cho biết rằng là đa số những người này
đang bất ổn với cái cuộc bầu cử tổng thống. Tôi nghĩ rằng là trong 3.000 phụ nữ mà được khảo sát thì 70% cho biết rằng là họ không hài lòng với kết quả bầu cử hiện nay. 68% cho rằng là họ bất an về những cái chọn lựa mà họ đang có trước mắt. 6 trong 10 người cho biết rằng là họ không hài lòng với cái chọn lựa giữa ông Biden và ông Trump. 1 trong 5 người cho biết rằng là họ không có nhiều cái động lực cho lắm để mà đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này so với kỳ bầu cử của những năm trước đây. Để có thêm những chi tiết về kết quả khảo sát này, quý vị có thể đăng nhập vô trong trang mạng của tổ chức này, được ghi là kff.org. Đây là một số các chi tiết mới liên quan đến cuộc khảo sát nhắm vào cử tri phái nữ ở tại Hoa Kỳ. Hơn 250 trường hợp tử vong đã được ghi nhận và báo cáo trong cuộc hành hương có mang tên là Hajj mỗi năm của người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đến thánh địa ở tại Ả Rập Saudi. Một số là do vấn đề say nắng với nhiệt độ ở tại vương quốc này trong những ngày vừa qua có lúc đã ghi nhận là 49 độ C, tức là tương đương khoảng 120 độ F. Và một số người khác thì đã chết vì bệnh tật hoặc là các tình trạng y tế khác. Những người hành hương có mặt ở tại khu vực này đến từ Indonesia, Jordan, Tunisia và Iran. Và con số này có thể sẽ còn tăng lên khi mà Ả Rập Saudi và Ai Cập công bố các số liệu chính thức về các thiệt hại nhân mạng. Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi và mọi người Hồi giáo có đủ khả năng đều muốn thực hiện cuộc hành trình để đến thánh địa này ít nhất một lần trong cuộc đời của họ. Người ta ghi nhận chi tiết là tổng cộng 165 người Indonesia đã thiệt mạng trong cuộc hành hương tại Ả Rập Saudi năm nay. CNN Indonesia đưa tin, dẫn lời văn phòng quản lý của Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Ả Rập Saudi. Hồi tháng Giêng thì Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông nhất thế giới cho biết là họ đã đạt được thỏa thuận cho 241.000 công dân của mình được đặt chân đến Ả Rập Saudi để tham gia vào cuộc hành hương mỗi năm trong năm nay, theo hãng thông tấn nhà nước Antara đã cho biết. Ước tính thì có khoảng 1.500.000 người tham gia lễ Hajj năm nay và lễ này sẽ được kết thúc vào ngày thứ tư tuần tới. Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết là trong cuộc họp báo vào ngày thứ hai là có hơn 2.700 người đã phải điều trị về vấn đề say nắng với nhiệt độ cao. Chính quyền Ả Rập Saudi thì đưa ra cảnh báo là du khách nên thận trọng vào ngày thứ hai sau khi nhiệt độ khu vực này đã lên đến con mức là 49 độ C. Mùa Hajj thay đổi hàng năm để có thể phù hợp với lịch Hồi giáo và năm nay thì nó lại rơi vào tháng 6. Thưa quý vị, một người phụ nữ mang song tịch Mỹ và Nga đã bị bắt đầu năm nay trong lúc mà bà đang có mặt ở tại Nga để mà thăm gia đình. Nhưng sau đó thì bà bị các viên chức chính quyền địa phương ở tại Nga bắt giữ và cáo buộc bà đã giúp gây quỹ để mà gửi tiền cho quân đội Ukraine. Thật sự rằng là bà chỉ có quyên góp khoảng 51 đồng đô la cho một quỹ từ thiện giúp cho người Ukraine ở tại Hoa Kỳ mà thôi. Bà này, thưa quý vị, sinh đẻ tại Nga nhưng mà lớn lên ở tại Mỹ và lúc trước là đang hành nghề như là làm đẹp thẩm mỹ đó ở tại Los Angeles, và bà đã có mặt coi như sống ở tại Hoa Kỳ cũng hơn một thập niên rồi. Hiện nay bà phải đối mặt với một bản án khoảng 12 năm tù nếu mà bị một tòa án ở tại Nga kết tội. Phiên tòa này chắc chắn là sẽ được diễn ra ở tại Nga và sẽ được thực hiện một cách coi như là bí mật chứ không được công khai như là các tòa án ở tại Mỹ. Và đây là những cái tội danh mà bà phải đối đầu với, toàn là những tội danh phản quốc. Thế giới đã sử dụng một lượng dầu, than và khí đốt kỷ lục trong năm ngoái và tất cả những nguồn lực này đều từ cái việc mà năng lượng hóa thạch. Ngày thứ Năm hôm nay thì Viện Năng lượng đã công bố một báo cáo cho thấy sự phát triển của các loại nhiên liệu hóa thạch đã làm cho lượng khí thải liên quan đến năng lượng này tăng 2.1% vào năm 2023. Bản báo cáo đưa ra cũng cho thấy là sự gia tăng này đã đẩy lượng ô nhiễm carbon ở toàn cầu
lên con mức cao hơn 40 tỷ tấn. Tuy nhiên, có một điều cũng ghi nhận trong cái bản báo cáo này là các nhà nghiên cứu cho thấy rằng là thế giới hiện nay đang cố gắng để bổ sung các nguồn sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo ở một cái mức kỷ lục so với từ trước tới nay. Tức là nhiều quốc gia đã áp dụng những cái biện pháp để có thể có nhiều hơn những nguồn năng lượng sạch và tái tạo. Tuy nhiên, một cái mặt tin xấu đó thì nhu cầu năng lượng toàn cầu hiện nay đang tăng nhanh đến mức là nhiên liệu hóa thạch càng ngày vẫn càng được sử dụng nhiều hơn để người ta có thể lấp đầy vào các cái chỗ trống đó. Do đó mà cái tình trạng là sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn tràn lan ở khắp nơi. Để biết thêm những cái thông báo đầy đủ liên quan đến vấn đề này thì chúng ta có thể truy cập vào cái trang tin energyinternational.org để có thể tìm hiểu thêm một số các cái chi tiết liên quan đến nó. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Thưa quý vị, nếu như tất cả mọi việc diễn ra đúng kế hoạch và theo thời khóa biểu đã được ấn định, thì cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phải bị xét xử ngay bây giờ ở Nam Florida vì những cái tội đã tích trữ tài liệu mật ở khu bất động sản ven biển Mar-a-Lago của ông ấy sau khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, hiện nay thì người ta thấy rằng thẩm phán Eileen Cannon đã dời cái ngày xử vụ việc này sang một cái thời hạn chưa được ấn định cụ thể. Và trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã xem xét và được biết một số các cái tin tức liên quan đến là thẩm phán Eileen Cannon cũng cố gắng để đưa ra một số các cái việc điều tra thêm liệu công tố viên đặc biệt Jack Smith có đủ tư cách để có thể đưa vụ kiện này, vụ án này ra trước tòa án hay không. Và tất cả những cái điều hiện nay mà thẩm phán Eileen Cannon đang thực hiện, người ta đều cho rằng bà cố gắng để làm sao tạo thêm những cái điều kiện thuận lợi cho cựu Tổng thống Donald Trump, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử ngày đang đến gần. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần nhận định và phân tích với Tài Lê Diệp sau đây. Thưa quý vị, cái đề tài hôm nay anh Dũng chọn xoay quanh cái việc là một số người bên cánh tả đang chỉ trích hoặc là lên án Eileen Cannon do ông Trump bổ nhiệm trước đây vào tòa án liên bang cấp sơ thẩm đã cố tình gọi là ngâm tôm, trì hoãn cái vụ này để chờ cho ông Trump có cơ hội gọi là tái đắc cử rồi đã xóa cái vụ án này luôn. Đó là cái sự nhận định của một số người cánh tả quan sát cái phiên tòa này. Và họ đưa ra một cái ví dụ gần đây nhất để nói rằng là bà này thật sự là đang cố tình kéo dài thời gian cho ông Trump. Ví dụ như, cũng bên ông Trump đã đưa ra một cái motion hay là một cái lập luận mới nói rằng là công tố viên đặc biệt Jack Smith, hay tiếng Anh nó gọi là Special Counsel đó, do Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm không có đủ quyền hạn trong luật pháp của Mỹ để mà xử cái vụ kiện này. Tại vì họ nói rằng là bất cứ những viên chức cấp cao nào trong các ban ngành của chính quyền liên bang đều phải có sự chuẩn thuận của Thượng viện Mỹ thì mới có đủ quyền hạn để mà gọi là thi hành công vụ. Ví dụ như là các hàng bộ trưởng, thứ trưởng, phụ tá bộ trưởng v.v. Cái đó là một cái lập luận từ bên đội ngũ pháp lý của ông Trump. Và họ lập luận rằng một cái công tố viên đặc biệt hay là một cái special prosecutor, một cái special counsel đó cũng là một chức vụ rất là thâm niên trong Bộ Tư pháp Mỹ. Mà tại sao Merrick Garland có thể đơn phương bổ nhiệm người này mà không có qua cái sự gọi là phê duyệt của Thượng viện Mỹ? Đó cũng là một trong những cái một cái ý tưởng pháp lý nó tương đối là nó mới. Nhưng mà tác giả của bài viết cũng viện dẫn rằng là trong quá khứ chúng ta cũng đã từng có nhiều cái trường hợp mà các đời bộ trưởng tư pháp chỉ định các công tố viên đặc biệt mà không nhất thiết là cần đến cái sự gọi là phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Ví dụ như là cái thời mà dưới ông dưới thời của ông Nixon, hay là ngay kể cả dưới thời của ông Donald Trump, dưới thời của Bill Clinton v.v. Những đời tổng thống trước bên Bộ Tư pháp Mỹ đều bổ nhiệm những công tố viên đặc biệt mà không có cái sự gọi là chuẩn thuận của Thượng viện cả.
thì bây giờ nó có khác như cái gì. Nhưng mà tới bây giờ thì đội ngũ pháp lý của ông Trump mới thách thức cái quyền hạn của một cái người special prosecutor trong trường hợp của ông Jack Smith. Thì bây giờ trở lại với bà Eileen Cannon, thì những người mà gọi là bàng quan đó, họ biết rằng là đây là một cái cách mà gọi là câu giờ của bên luật sư của ông Trump, là tại họ không muốn mà gọi là cái phiên tòa này nó bắt đầu. Tại vì nếu nó bắt đầu đó thì nó xoay quanh cái việc rằng là ông ta có giữ hồ sơ mật một cách trái phép hay không, thì cái chuyện đó tương đối là nó cũng dễ để mà phân tích là có hay không có. Thì việc cách mà gọi là để không xử cái vụ đó đó là chuyên môn đưa ra những cái lý thuyết pháp lý để cho bà Eileen Cannon có cái cớ để hoãn lại cái vụ kiện chính và cứ xoay quanh để mà xử những cái vụ gọi là râu ria bên ngoài. Ví dụ là lần đầu tiên bà hoãn lại cái phiên tòa này, bà nói rằng là bây giờ hồ sơ mật nó quá phức tạp, nó không biết cái gì gọi là tối mật, cái gì là hồ sơ mật vừa phải và cái gì được sử dụng để làm bằng chứng trong một cái phiên tòa công khai. Cho nên là bà trì hoãn lại cái phiên tòa này để mà gọi là phân loại và thanh lọc ra tất cả những cái bằng chứng. Tại quý vị nhớ rằng là 11 thùng hồ sơ thì nó có tới nhiều ngàn trang giấy rồi. Rồi bây giờ cái việc kế tiếp mà bây giờ bà Eileen Cannon phải ấn định ngày để mà xử, có nghĩa rằng là bà thà là bà nói rằng là không, cái motion mà quý vị đưa ra về việc mà Jack Smith có đủ quyền hay không đó thì tôi xử ngay bây giờ, tôi xử là nó không có cơ sở. Cái motion của quý vị không có cơ sở. Ông Jack Smith có đầy đủ quyền hạn theo cái gọi là cái cách làm việc trong nhiều thập niên nay của Bộ Tư pháp Mỹ mà không ai nói. Nhưng mà bà không làm như vậy, bà nói rằng là thôi, bà sẽ ấn định một ngày để cho hai bên có thể đưa ra những cái lý luận bên mình về cái gọi là cái đặc quyền của ông Jack Smith. Thì ý của tác giả trong bài báo này mà anh Dũng chọn trong ngày hôm nay đó, nói rằng là đây là một trong những cái ví dụ nữa để chứng minh rằng là bà Eileen Cannon đã có những cái phán quyết hay là những cái quyết định mà nó có lợi cho ông Trump trong cái nỗ lực câu giờ của cái phiên tòa hồ sơ mật ở tại Florida. Vâng, thưa quý vị, tất cả các sự kiện này người ta cũng ghi nhận rằng có lẽ là thẩm phán Eileen Cannon đang cố gắng để làm vừa lòng cái người đã chỉ định mình trước đây bằng những cái biện pháp mà có vẻ như là cố gắng câu giờ để tạo ra một cái điều kiện nào đó. Là vì theo những nhận định của nhiều người thì nói nếu như cái trường hợp này mà những cái vụ án còn 3 vụ ở lại mà có thể kéo dài đến sau thời gian bầu cử đó thì có thể nó có nhiều lợi ích đến với cựu Tổng thống Donald Trump nhiều hơn. Điều này thì tất cả mọi người cũng đã đều thấy một cách rõ ràng và chúng ta sẽ chờ xem tất cả các diễn biến tiếp theo của nó sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới, từ đây cho đến ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn cái phần nhận định và phân tích với Thay Lợi Diệp và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Công ty Thẻ Xanh chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Steven Chen Financial, chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance. No income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Chen. Gọi ngay 714-791-2222. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Gia Hân Music and Videos 407-704-6970. Free shipping. Nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Tân Sanh Yến nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Tân Sanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến xào thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tansanhyen.com. DMJ Gems kim cương nhân tạo Lab Grown Diamond và Moissanite 3D Arizona hiện nay có hai loại kim cương nuôi trưởng thành tự nhiên và trưởng thành bằng hóa chất. Kim cương trưởng thành tự nhiên không khác gì kim cương thiên nhiên, đặc biệt độ cứng. Lưu ý, kim cương trưởng thành tự nhiên có hai tờ giấy giám định của quốc tế và Hoa Kỳ, được kèm theo bộ bảo hiểm trọn đời của công ty bảo hiểm lớn nhất Hoa Kỳ GIA. Nước đi Clarity IF 1 carat 800 mỹ kim, 2 carat 1600 mỹ kim, 3 carat 3200 mỹ kim. Loại kim cương ghép bằng hóa chất thì rẻ hơn 30-50% tùy theo ghép bằng hóa chất gì và thời gian ra đời.
hiện nay có thêm loại ghép bằng moissanite của Ấn Độ và Trung Quốc rẻ hơn 70% so với kim cương trưởng thành tự nhiên. GIA DMJ Gems có đủ thông tin về kim cương nhân tạo Lab Diamond Natural Grown và Lab Diamond Chemical Grown. Xin thông báo moissanite 3D Arizona được đổi Lab Grown Diamond và kim cương thiên nhiên giá rẻ nhất thị trường. Xin gọi Helen 480-289-1696, Zalo 480-289-1696. Văn phòng thẻ xanh tập trung chuyên về bảo lãnh. Nếu tôi là bạn thì tôi chỉ chọn văn phòng thẻ xanh khi cần bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, fiancé, con cái, anh chị em. Có văn phòng đại diện tại Việt Nam, quận Tân Bình để giúp đỡ cho thân nhân tại Việt Nam. Đặc biệt chứng chỉ về Việt Nam kết hôn. Xin thẻ xanh ở lại Mỹ luôn, đổi thẻ xanh thì quốc tịch Mỹ. Lưu ý, nếu có ai đã nộp hồ sơ bảo lãnh rồi thì cần phải có người xem trình trạng hồ sơ thường xuyên. Hồ sơ bảo lãnh có thể đã bị đóng mà chẳng ai hay biết gì cả. Xin gọi liền 7147663345 hoặc website côngtythẻxanh.com. Quý vị có good credit, có good income và đã từng khai thuế trong 2 năm vừa qua. Nếu quý vị muốn mua nhà hoặc refinance, chắc chắn dễ dàng bởi vì tất cả mọi ngân hàng đều có thể giúp được cho quý vị. Nhưng nếu quý vị không hội đủ những điều kiện đó thì sao? Hãy yên tâm, Steven Trần Financial, chúng tôi chuyên về nâng Qualified Mortgage Home Loan có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên 45 tiểu bang toàn nước Mỹ. No income, no tax return, even no job, không thành vấn đề. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để tham khảo 714-791-2222 hoặc vào trang nhà của chúng tôi taxhomeloan.com. Chúng tôi có trách nhiệm giúp cho quý vị được tiền lời rẻ nhất, tiền lệ phí rẻ nhất, không rẻ nhất, không phải là Steven Trần. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Quý vị không cần ra ngoài để gửi tiền và người thân không còn phải đợi lâu để nhận tiền. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và thông tin được bảo mật 100%. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Với 25 năm kinh nghiệm, Hồng Lan chuyển tiền là một thương hiệu đáng tin cậy. Gửi tiền 247.com. Gửi tiền 247.com. Dàn karaoke nhà quý vị đang sử dụng là gì? Nếu là analog thì phải nâng cấp thôi. Analog Amplifier đã hoàn thành sứ mệnh đã lỗi thời. Công nghệ karaoke mới nhất bây giờ phải là Digital Mixer. Đây là bộ xử lý trung tâm bộ não của hệ thống karaoke thời thượng với các công nghệ mới nhất hiện đại nhất. Tiếng nhạc sạch sẽ, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng, đặc biệt dễ hát, hát lâu không mệt, chống hú cực tốt với nhiều loại micro khác nhau. Digital Mixer thế hệ mới tại Gia Hưng dễ dàng phối ghép, phù hợp với nhiều dàn loa có sẵn hay thậm chí phối ghép cùng dàn nghe nhạc hi-fi high-end có sẵn, chỉ cần đủ công suất là được. Tháng 5 là cơ hội để nâng cấp hệ thống dàn karaoke của quý vị. Nhiều loại digital mixer, power amply, microphone cao cấp đang có giá hấp dẫn tại Gia Hưng Music và Video. Xin gọi cho Gia Hưng 407-704-6970, địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida hoặc vào website giahungmusicvideos.com. Nhân dịp mùa lễ báo hiếu cha mẹ, Tân Xanh Yến và nhà thuốc Bắc Tân Xanh với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Một hộp bạch yến triple A 100g, sale 245 bị kim, tặng đường phèn và xăm Hoa Kỳ. Giảm ngay 204 bị kim khi mua một hộp đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng 18.90g. Tặng một gói trà thảo mộc tam bảo và một bình giữ nhiệt phi sấp bình. Ngoài ra, xăm Hoa Kỳ một hộp 4 ao mua một hộp tặng một hộp bớt 35%. Mọi thông tin xin gọi về Tân Xanh Yến 714-839-6712, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được những thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.